Chào các bạn, mình là Vũ Mạnh Tùng, mình học ở trường Lê Hồng Phong. Thì mình vừa đậu visa du học Mỹ sáng nay, cảm giác mình rất vui, rất phấn khởi. Lý do mình chọn Mỹ du học thì tại vì mình thích đồ ăn Mỹ. Để du học Mỹ về Việt Nam làm có nhiều tiền nên mình thích đi du học Mỹ. Với có cô mình tài trợ mình đi du học thì mình muốn đi du học Mỹ thôi. Và đó giờ mình học 2 năm đầu ở HCC, rồi 2 năm sau chắc là học ở University of Houston, học tài chính. Chọn trường đó tại vì chắc là ở HCC học phí nó rẻ, với lại là nó dễ chuyển tiếp lên ở UH. Rồi UH thì tại vì nó đào tạo mấy cái ngành về tài chính, kế toán này, với lại nói chung là business đó, thì ở đó nó đào tạo tốt. Thì 2 năm đầu mình chọn HCC thì có cái campus gần nhà người thân nên là học ở đó tốt hơn. Quá trình làm hồ sơ thì chị Kim chuẩn bị hồ sơ cho em, thì chị Kim xếp hồ sơ cho em với chị Kim ngồi, chị Kim chỉ em cách xếp hồ sơ, rồi nói từng phần, rồi nói cái điểm tốt của em, điểm mạnh em, thì em cố gắng em nói sao cho lãnh sự chú ý tới cái đó. Rồi học với anh Khôi hình như phải học tới 3-4 buổi thôi, nhưng mà mình học có 2 buổi thôi, xong mình trốn để thi trung học phổ thông quốc gia. Xong rồi mấy bữa sau thì thi xong hết rồi thì lên mới nói chuyện với chị Kim, rồi test bài, rồi thử qua thử lại, mà ở nhà cũng sửa lại cho mình, rồi hai bên sửa. À, cuối cùng thì vô phỏng vấn thì vô đó bình tĩnh, rồi nói chuyện với lãnh sự to rõ, rồi thì mấy chị thì chỉ cho cái biết là vô đó thì lãnh sự sẽ hỏi như thế nào. Nói chung là mấy câu hỏi chuẩn bị thì nó nhiều hơn là cái câu hỏi lãnh sự hỏi, tại lãnh sự không có hỏi ở ngoài mấy câu hỏi đó. Thì giống như là nó có 10 câu thì mình nó ra 6 câu, mình học hết 10 câu rồi, kiểu như vậy. Cái ngày thứ hai vừa rồi em có học phỏng vấn anh, mà anh dạy kiểu như là động viên tinh thần để cho mình lên máu để mình phỏng vấn được với lãnh sự. Thì học xong em thấy là tự tin hơn, với lại em thấy là phỏng vấn nó không có gì to tát hết, kiểu như là người ta hỏi gì trả lời đó. Thì anh hướng dẫn, nói chung là anh có bộ câu hỏi bí mật của anh, rồi nói chung là anh nói là lãnh sự chỉ hỏi trong đó thôi, không có hỏi ra. Rồi với anh nói với mình là chỗ đó phải bình tĩnh tự tin, với lại anh đưa mấy cái trường hợp mà hồ sơ khó thì mình thấy là mình còn thua xa mấy hồ sơ đó, mà sao mình không đậu được. Thì vô đó mình rất là thoải mái bình tĩnh, không có chuyện gì hết. Bộ câu hỏi bí mật đó thì anh bảo anh đó nói thì có 6 câu, thì lãnh sự hỏi không tới 6 câu, hỏi khoảng 2-3 câu thôi, có nằm trong đó. Tân Đại Dương thì lúc đó ở trong trường mình thì Tân Đại Dương có qua một lần, với lại là Tân Đại Dương mình thấy là ở trên mạng rồi Facebook cũng có, với lại là nhưng mà mình chọn Tân Đại Dương tại vì lúc trước đây là có anh mình cũng làm hồ sơ ở Tân Đại Dương, anh họ mình á làm ở Tân Đại Dương, thì gia đình mới kêu mình qua đây làm thêm. Kinh nghiệm thì chắc là học tiếng Anh cho tốt. Để tại vì mình thấy là vô đó thì khi mà mình có cái vốn tiếng Anh tốt đó, thì sẽ tự tin hơn, không có sợ. Tại vì rõ ràng là lúc mà mình thấy là có một số bạn trong đó lúc đầu học trả lời là tiếng Anh nhưng mà bị hỏi lại tiếng Anh thì không hiểu đó, thì mấy bạn nó thấy được là cái tác phong mấy bạn đó là đã rung rồi, là lúc đó ảnh hưởng tới cái buổi phỏng vấn của mình. Thì nếu mà mình có tiếng Anh tốt thì lãnh sự hỏi gì mình trả lời cái đó, rồi người ta sẽ có thể mình thể hiện tốt thì người ta không cần xem đến hồ sơ của mình, người ta chỉ hỏi sơ sơ rồi sẽ cho mình visa thôi. Em muốn nhắn nhủ với mấy bạn là lúc mà phỏng vấn thì mấy bạn đừng có ngại hay đừng có mang tâm lý là lỡ mình phỏng vấn rớt, tại vì mình cũng có bạn khác làm phỏng vấn á, nhưng mà bạn đó cứ sợ mình rớt, xong rốt cuộc bạn đó rớt thiệt.
nên là mình cứ lạc quan tự tin lên thì không có chuyện gì, mình sẽ được có visa thôi. Chúc các bạn phỏng vấn có visa, đậu visa rồi du học Mỹ, sang được du học Mỹ giống như mình. Bye bye các bạn.